Vâng, trận thứ 6 AC Milan của game thủ Dinosaur nằm ở góc 9 giờ. Vẫn là phong cách của mình, anh lôi thằng thứ tư ra và đóng ngay chiếc BE. Khá dị. Mỗi dân ăn một cái quả. Bây giờ có lẽ anh sẽ đẩy cái bầy hươu này ra, đẩy ra khỏi cái chỗ cây gỗ kia không. Vừa cua dân đi rồi. Gỗ đầu nhà Dino không được gần. Chúng ta có thể thấy là nó cách một bóng nhà chính, hơn một bóng nhà chính so với các cái cây gỗ khác. Chỉ có một cây gỗ đầu tiên thì cách một bóng nhà chính thôi, còn lại thì toàn khoảng tầm bóng rưỡi thôi. Những con dân đang được lựa đi dò và không để sót một khoảng đen nào quanh nhà mình. 9 trên 12. Vâng, chiếc E. Né ngay con sư tử. Vâng, đã kịp rồi. Như vậy là con dân vừa rồi đã không phải là dân xấu số. Đôi voi không. Vâng, như vậy là đã kín mặt kia bởi một con vực. Vâng, đừng có đâm đầu vào con sư tử làm gì. Hổ vào không làm được gì đâu. Đây rồi, lại một bãi rừng nữa. Nhưng mà đồ ăn của Dino đang ở đâu? Vâng, đấy mới là điều quan trọng. Việc nhiều rừng nhưng mà lại đói đồ ăn thì cũng chả được làm gì. Mặc dù anh nhiều gỗ thì nhưng mà đồ ăn không có thì anh lên đời lấy gì mà lên đời. Dẫu biết là lên đời xong thì có thể đóng ruộng thoải mái mà không cần đồ ăn hoang. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề của anh là chưa có đồ để mà lên đời cơ. Hai con hươu nằm xuống rồi. Vâng, con hươu tiếp theo. Thôi lừa về chiếc ăn luôn. Một bầy hươu nữa. Mới chỉ có hai bầy hươu thôi. Vẫn thiếu đồ ăn hoang. Vẫn thiếu đồ. Một bãi quả cũng như là một đôi voi. Đây là bãi quả. Thế còn đôi voi đâu? Có thêm đôi voi nữa thì lực Dino cực kỳ khỏe. Câu được nó về. Lực của Dino sẽ mắc binh. Đít. Vâng. Như vậy là đít rồi. Sen Long chậm dân so với Dino. Dò 7%. Rất khó hiểu. Vâng, Sen Long dò có 7% thôi. Trong khi đó thì Dino dò đến tận mười mấy phần trăm rồi, 14% rồi. Như vậy là người soi máy bên phía Trung Quốc là người đít chứ không phải là Sen Long. Vẫn đánh tiếp chăng? Đúng rồi, vâng, như vậy là người soi máy là người đít chứ không phải là Sen Long đít. Không có cái phông chữ tiếng Trung nên là nhìn cũng chả biết ai với ai. Và lẽ ra thì Sen Long nên lấy một cái tên là, vâng, Sen Long như bình thường, viết bằng tiếng Latin. Hôm nay anh lại chơi ngay cái quả tiếng Trung vào đây. Nó thành hết các dấu ba chấm. Rất đau đầu. Ăn bãi hiêu dưới thôi. Vâng, Dino căn ke giữ rất thực của những cái cây quả rất tốt. Dân thứ 22 anh quét dân đi và không cần để ý. Bởi vì lúc đó anh thừa biết rồi, những cái quả đó thì đấy, lúc đó cũng chỉ còn có một vài quả thôi, không còn nhiều. 26 dân nhà dân ra rồi. Bao nhiêu? Vâng, 8 phút 19 giây. Có lẽ là Dino vẫn thích cái bài 26 dân hơn. Từ nãy đến giờ thì vâng mới chỉ có một bài anh đánh 24 dân thôi. Còn đâu là toàn chơi cái bài 26 dân hết. Vâng, dân nhà chính đứng chơi, còn con hươu sao không ăn?
Hình như là con heo đấy cũng đã gần hết thực rồi thì phải. Một dân được đẩy đi. Patino đang định làm gì đây? Như vậy là chỗ này thì có lẽ anh sẽ đóng BB ở cái khe rừng. Khe rừng ở đây, vâng, chỗ này. Một bài dâng Nga chăng? Chúng ta cùng chờ đợi xem Dino định làm gì. Anh đang cho một dân đi dò. Vâng, lại nhớ map rồi. Quá ảo diệu luôn. Đúng là anh đánh cung giờ nó thành vâng, huyền thoại rồi có khác. Nhớ map rất là kinh khủng. Chạy đúng một thằng dân, vâng, phi thẳng đến bãi hiêu và sau đó thì quay đầu lại đợi đồng đội lên ăn. Tại sao có thể phũ phàng như thế được? Vâng, nhớ vị trí nhà của đối phương, nhớ thế nhà của đối phương đã phũ phàng lắm rồi. Nhưng đây anh còn nhớ luôn cả cái vị trí đồ ăn trên bản đồ. Thì tôi đến ạ anh luôn. Đúng là các game thủ top 1, vâng, các game thủ top 1 thì nó có sự khác bọp rất lớn. Nhà BA được dâng lên rất cao. Pha điều chỉnh phi hiêu rất tuyệt vời của Dino. Không có ít không có nhiều game thủ có thể tỉ mỉ được như vậy trong những pha phi hiêu vừa rồi. Chỉnh con dân đầu tiên, phi theo một con dân con hiêu khác và sau đó chỉnh con dân thứ ba, phi một con hiêu khác để có thể dồn mấy hiêu về vị trí đẹp. Quá hay. Đến như xe chim sẻ thì cũng không bao giờ làm điều đó. Em thường tận dụng cái lợi thế tay nhanh của mình, vâng, phi trước đóng ép hoặc là đóng ép xong phi trước. Đóng ép xong rồi mới phi và sau đó lùa về. 28/40. Chỗ này thì cần bò vào đi. Bò ngay còn kịp. Tỷ số đang là 3-2 cho Sen Long. Đây sẽ là trận chung kết đầu tiên của Dino. Vâng, Dino nhiều hơn 2 dân so với Sen Long. Chỗ này quá nhiều hiêu vòi luôn. Còn luôn đôi vòi trong này. Ăn hoàng hết ở chỗ này thì Dino sẽ, lực sẽ cực khỏe. Bánh xe rồi và anh đã xin được tên cung đầu tiên. Chuẩn bị nở ra. Đóng nghe đi thôi. Đẩy thẳng đi luôn. Không nghĩ ngợi nhiều. Dino chỉ thẳng con cung giờ sang góc 3 giờ luôn. Như vậy là anh đã nhớ map nhà của cái thủ Sen Long. Khả năng rất cao là như vậy. Đây rồi, BG của Long. Vâng, Long đang chốt BE. Mới có 2 cung giờ đấy thôi. Như vậy là Long cũng đẩy một cung giờ đi dò nhà của game thủ Dino Show. Bò kín nha vào đi. Vâng, nhưng mà 3 cung giờ đi dò đường có lẽ đã bị lôi về rồi. Như vậy là Long cũng đã biết vị trí nhà của game thủ Dino Show. Và Dino vừa để chết một cung giờ. 2 cung giờ rồi. Bốn ba trên 64. Long đang đẩy Dino từ thế công sang thế thủ. Chúng ta có thể thấy một pha mà thủ nhà khá khéo léo của Sen Long. Hiện tại cho đến bây giờ thì chưa một game thủ nào của Việt Nam có thể hạ gục Sen Long ở bất kỳ một kẹp cung giờ nào, kể cả chim sẻ. Vâng, chim sẻ vẫn chưa thể thắng được Sen Long trong kẹp cung giờ, kể cả gian đom luôn chứ không nói đến cung giờ nữa. Có lẽ những cái thời đỉnh cao của Sen Long thì nó là một cái sự khác biệt cực kỳ lớn so với phần còn lại của thế giới. Mới chỉ có vâng Hồng Anh là người thắng được Sen Long ở cái kèo gian đom. Còn lại thì xe chim sẻ thì cũng chưa ăn được. Nhưng mà vâng,
đến tận đến bây giờ thì cái trình đánh cung giờ của game thủ chim sẻ nắng nó đã khác biệt khá nhiều so với cả cái cách đây 2-3 năm rồi. Cái thời mà giải Lenovo, khi mà chim cùng Sen Long ở hội trường thi đấu với nhau, chúng ta đã có rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà đó cũng là một cái thời đỉnh cao của Sen Long. Và Sen Long thì lúc đó thì phải nói là quá bá đạo, khó có thể sơi tái được con khủng long này. Nhưng bây giờ thì chim đã rất cứng rồi. Chim đã quá cứng so với chim ngày xưa. Và cộng đồng của chúng ta thì vẫn đang rất chờ đợi cái kèo đấu giữa Sen Long và chim sẻ nắng trong thời gian gần sắp tới. Và chắc chắn, vâng, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có cái kèo đấy. Nhưng mà nó sẽ diễn ra, vâng, tôi nghĩ là nó sẽ sau kỳ thi đại học. Khi mà chim đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, thì lúc đó em sẽ quay lại và sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Khi mà những gánh nặng đè lên vai đã không còn, chim sẽ phũ phàng. Chặt cô 2. Và bây giờ thì tăng BA. Long vẫn đang thủ nhà rất hay. Vâng, một cung giờ đi lạc. Đi lạc là phải nằm, không nói nhiều. Cái tội đi láo. Hai game thủ chúng ta vẫn đang cố vờn nhau quanh con vực này. Đang thi nhau điều giờ. Những tơn cung giờ mà, vâng, được dàn hình cánh cung cực kỳ đẹp. Một chiếc BG và sẽ là ba cái ruộng ở đây. Ba cái ruộng đóng vội thôi. Cánh rừng đầu nhà game thủ Dino Show chúng ta có thể nhìn thấy là nó mỏng như một tờ giấy. Và bây giờ thì nó đã thủng hết cả rồi. Anh có để ý hay không? Cho dân làm bãi gỗ khác thôi anh. Năm bảy trên 92. Phút thứ 24 trong game rồi. Một trận thi đấu mà Dino đã chiếm được lợi thế trước Sen Long ở những tơn đầu tiên. Thế nhưng mà bây giờ thì anh vẫn chưa làm được gì nhiều. Sen Long vẫn chỉ đấu quân với Long thôi. Và việc mà đấu quân điều giờ với Long thì có lẽ là thiệt thòi sẽ dành cho Dino. Vâng, vẫn đang thi đấu cung giờ với nhau ở con dốc này. Tôi vẫn các bạn có thể thấy là cái con dốc này là một con dốc khá ảo. Không thể biết được ai là người trên hay là người dưới cả. Chỉ cần trượt phát thôi là người trên sẽ thành người dưới và người dưới sẽ đổi ngược lại thành người trên. 56 trên 92. Dino đứng bắn BG của Sen Long, thế nó mới ảo. Lượng dân của Sen Long nhiều gấp 10, hơn 10 con so với Dino. Long có lẽ đã đóng BC rồi. Lúc nãy xem timeline là 58, à vâng, 48 so với cả 38 dân của, à đâu, vâng, bây giờ tôi nhìn nhầm, đó là 48 dân và so với 58 dân của game thủ Sen Long. Chỗ này thì còn hơn chục con cung giờ của Dino thôi. Đây rồi, tân cung tiếp theo đã được đẩy lên. Long vẫn đang thủ rất bền bỉ nhà mình. Bây giờ là một pha nature nhà BA. Liệu có được hay không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Dino vẫn đang rất hổ báo phi thẳng vào nhà BA của game thủ Sen Long. Pha này nature được thì tươi. Không được rồi, anh đã phải rút quân ra bởi vì lượng cung giờ của Sen Long đứng trong BA là rất nhiều. Chạy đi đâu? Vâng, phải chết. Không nói nhiều, bỏ nature ra. Bỏ nature ra và ăn dân thôi anh ơi. Vâng, có lẽ sẽ là một trận thi đấu giành chiến thắng của game thủ Dino Show. Lợi thế đang dành hoàn toàn cho anh. Vâng, lôi nông dân ra rồi. Bây giờ thì bỏ nature. Vâng, nông dân đừng có hổ báo. Không được láo với thầy giáo.
Vâng, láo với thầy là ăn điếu cày. Đập ngay. Và sen long gì sai. 3 đều dành cho game thủ Dino Show. Vâng, tôi không cần biết. Đánh tiếp này là tôi cứ cho là sen long. Và đây là 3 đều. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận chung kết của hai game thủ. Vâng, tỷ số kèo AC là 3 đều. Rất đau đầu và rất căng gò. Dino đang xem lại cái dốc này. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy hai con dốc mà chỉ cần sai đúng một ly thôi, trên dốc sẽ thành dưới dốc và dưới dốc sẽ lên được trên dốc. Cùng đến với trận thi đấu chung kết của cả hai game thủ thôi.